22. Đại trưởng lão quân Đá Đa à, A. Nguyện vọng quá khứ Trưởng lão Khuôn Đá tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hâm Xá Quá Ti trong thời của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Cũng như những đại trưởng lão tương lai khác, vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp và trông thấy một vị tỳ khu được Đức Phật ban danh hiệu là vị tỳ khu tối thắng nhất trong những vị tỳ khu giành được cái thăm đầu tiên để lãnh vật thực do thí chủ cúng dường. Người đàn ông đáng kính ấy quyết tâm nhận được vinh hạnh tương tự từ một vị Phật tương lai, và vì vậy ông ta đã tổ chức cúng dường to lớn đến Đức Phật trong 7 ngày và bày tỏ ước nguyện được vinh dự ấy trong tương lai. Đức Phật Bá Đú Mô Ta thấy rằng ước nguyện của người đàn ông ấy sẽ được thành tựu và do đó đã nói lời tiên tri. Sau đó Ngài trở về tỉnh xá, ác nghiệp đã phạm phải trong quá khứ. Quân đá đa ná tương lai, mạng chung từ cõi người, trong kiếp mà vị ấy nhận được sự tiên tri của Đức Phật. Sau khi tạo nhiều thiện nghiệp cho đến chết, rồi vị ấy tái sanh vào hai cõi, chư thiên và nhân loại trong nhiều đại kiếp. Vào thời của Đức Phật Cá Sá Bá, vị ấy trở thành một vị thiên địa cầu. Thời kỳ của Đức Phật Gô Tá Má, thọ mạng của loài người là 100 năm, và Ba Ti Mốc Khá, được chúng tăng tụng đọc trong hai ngày ú bô xá thá hàng tháng thời kỳ của đức phật cá sa bá thọ mạng của loài người là hai chục ngàn năm nên thông lệ tụng patimóc khá diễn ra sáu tháng một lần hai vị tỳ khu bạn sống ở hai nơi khác nhau đi đến tăng hội ú bô thá nơi mà patimóc khá được đọc tụng vị thiên địa cầu là trưởng lão đá đa ná tương lai biết rõ tình bạn mạnh mẽ giữa hai vị tỳ khu vị ấy tự hỏi liệu ai có thể làm tan vỡ tình bạn này và đã chờ cơ hội để làm điều ấy khi đi theo hai vị tỳ khu một khoảng xa. Sự hiểu lầm được tạo ra, rồi một trong hai vị tỳ khu sau khi bỏ lại cái bát và y cho vị tỳ khu kia giữ, đi đến một nơi có nước để đại tiện. Sau khi xong, vị ấy đi ra khỏi bụi cây. Vị thiên trong hình tướng một thiếu nữ xinh đẹp đi theo sát vị ấy, đang sửa lại mớ tóc và chiếc váy tự như đi ra từ bụi cây đó. Quân đá đa ná bị hiểu lầm. Vị tỳ khu đứng chờ từ xa, trông thấy cảnh kỳ lạ này, và rất khó chịu. Vị ấy tự nghĩ, ta chưa bao giờ thấy vị ấy hèn hạ như vậy. Tình cảm của ta đối với vị ấy rất lâu dài, giờ đây đã chấm dứt. Nếu ta biết trước vị ấy là một kẻ giả tu như vậy, thì ta sẽ không kết bạn với vị ấy. Khi vị tỳ khu kia vừa trở lại, thì vị tỳ khu bạn bèn trao lại những vật dụng cho vị ấy và nói rằng Này, đây là bác và y của sư, sư hãy tự biết, tôi sẽ không bao giờ đi chung đường với sư. Từ đây trở đi, chúng tôi sẽ nhắc đến hai vị tỳ khu là người buộc tội, Chô Đá Cá và người bị cáo buộc, Chú Đi ta Cá. Người bị cáo thực sự là một vị tỳ khu có phạm hạnh và không có bất cứ lỗi lầm nào, lấy làm sửng sốt trước những lời nặng nề của vị tỳ khu bạn tựa như ai đó đã đâm vào tim bằng ngọn giáo nhọn vị ấy nói này hiền giả hiền giả có ý gì tôi chưa bao giờ vi phạm điều luật nào ngay cả một lỗi nhỏ nhặt thế mà hiền giả gọi tôi là kẻ giả tu hiền giả thấy tôi làm điều gì nếu tôi trông thấy chuyện gì khác thì tôi sẽ bỏ qua nhưng điều này rất trầm trọng tôn giả đã đi ra từ cùng một bụi cây sau khi ở trong đó với một người đàn bà rất hấp dẫn mặc y phục và trang sức lộng lẫy không không, này hiền giả, điều ấy không đúng, không hề có chuyện đó. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn bà mà hiền giả nêu ra. Nhưng vị tỳ khu tố cáo hoàn toàn quả quyết. Vị tỳ khu bị cáo đã ba lần phủ nhận mọi lỗi lầm. Nhưng vị tỳ khu tố cáo đã tin vào điều mà vị ấy đã trông thấy. Vị ấy đã chia tay với vị tỳ khu bị cáo tại đó. Mỗi người đi một con đường riêng đến tịnh xá của Đức Phật sự ăn năn hối hận của vị thiên tại nhà phát lồ nơi làm lễ ú bô xá thá vị tỳ khu tố cáo nhìn thấy vị tỳ khu bị cáo ở trong đấy nói rằng si ma này bị ô uế bởi sự có mặt của vị tỳ khu phạm giới tôi không thể ngồi làm lễ phát lồ chung với vị tỳ khu ác vị ấy đứng ở bên ngoài khi trông thấy điều này vị thiên địa cầu rất hối hận ôi trời ta đã phạm một điều sai trái trầm trọng vì ấy phải chuộc lại lỗi lầm ấy. Bởi vậy, vị ấy hóa ra một vị cư sĩ lớn tuổi, đến gần vị tỳ khu tố cáo, nói rằng Bạch Đại Đức, tại sao Đại Đức lại ở bên ngoài Sima? Vị tỳ khu tố cáo đáp Sima chứa một vị tỳ khu ác, tôi không thể ngồi làm lễ phát lộ chung với vị ấy. Bởi vậy tôi đã tránh xa. Khi ấy vị thiên nói rằng Đừng nghĩ như vậy, thưa Đại Đức, vị tỳ khu ấy hoàn toàn trong sạch về giới, người đàn bà mà đại đức trông thấy không ai khác ngoài tôi đây tôi muốn thử sức mạnh tình cảm của hai vị để xem hai vị có giới trong sạch hay không tôi đã theo vị tỳ khu kia trong hình tướng một người đàn bà với mục đích ấy vị tỳ khu kia nói ôi người giới đức ông là ai tôi là một vị thiên địa cầu thưa đại đức và khi nói vậy vị ấy nằm sắp dưới chân của vị tỳ khu xin hãy tha lỗi cho con bạch đại đức vị tỳ khu kia chẳng biết gì về điều đã xảy ra bởi vậy xin đại đức hãy tiếp tục làm lễ phát lồ với tâm trong sáng rồi vị ấy dẫn vị tỳ khu đi vào nhà phát lồ hai vị tỳ khu làm lễ phát lồ tại cùng một chỗ nhưng vị tỳ khu tố cáo không còn ở chung với vị tỳ khu bị cáo một cách thân ái như xưa nữa chú giải không nói gì về pháp thiền được thực hành bởi vị tỳ khu tố cáo vị tỳ khu bị cáo thực hành thiền quán và dần dần chứng đắc đạo quả a la hán vị thiên địa cầu bị quả báo của ác nghiệp ấy suốt một trung gian phật thời bút đàn giữa hai vị phật kasabá và vị phật gu tá má trải qua nhiều đại kiếp phần lớn thời gian vị ấy rơi vào các khổ cảnh apa giá khi vị ấy sanh lại ở cõi người vị ấy phải lãnh tất cả những lời khiển trách trong thời gian lâu dài b đời sống sa môn trong kiếp chót vị thiên địa cầu sau khi trả giá đắt cho ác nghiệp của mình đã tái sanh làm một vị bà la môn tại kinh thành sa quá thi thời của đức phật Cô tam á cha mẹ đặt tên là đa ná vị ấy học tam phệ đà khi lớn lên nhưng về sau có lòng tịnh tín nơi đức phật nên sau khi nghe đức phật thuyết pháp đã xin xuất gia cái giá phải trả cho ác nghiệp từ chính ngày mà đại đức đa ná trở thành tỳ khu thì có một cô gái trang sức lộng lẫy tức là sự xuất hiện của một phụ nữ do kết quả của ác nghiệp trong quá khứ của vị ấy luôn luôn theo sát bất cứ nơi nào vị ấy đi đến khi vị ấy đi thì người phụ nữ cũng đi khi vị ấy dừng lại thì nàng ta cũng dừng lại người phụ nữ này tuy vị ấy không trông thấy nhưng những người khác thì trông thấy bởi vậy ác nghiệp thật đáng sợ khi đại đức đa ná đi khất thực hàng ngày thì những người hộ độ nữ thường nói đùa rằng vá cơm này dành cho ngài, thưa ngài, còn vá cơm này dành cho người bạn gái đi theo ngài. Điều này khiến cho Đại Đức Đa Ná cảm thấy khổ sở. Khi trở về tịnh xá cũng vậy, vị ấy trở thành đối tượng bị triêu chọc. Các vị sa di và những vị tỳ khưu trẻ thường vây quanh vị ấy và chế diễu, nói rằng Đại Đức Đa Ná là người đào hoa. Từ những sự triêu chọc như vậy, vị ấy được người ta gọi là Khuôn Đá Đa Ná hay tỳ khu đa ná đào hoa. Khi những lời trêu chọc này ngày càng thường xuyên hơn, thì đại đức quân đá đa ná không thể chịu đựng được nữa và cải cự lại. Các người mới là những kẻ phá giới, không phải là ta. Thầy của các ngươi là những kẻ phá giới. Các tỳ khu nghe vị ấy nói những lời thô lỗ như vậy, bèn trình bạch vấn đề ấy lên đức thế tôn. Ngài cho gọi đại đức côn đá đa ná đến và hỏi vị ấy xem sự trình bày kia có đúng sự thật không? Bạch Đức Thế Tôn đúng vậy. Đại Đức Côn Đá Đa Ná thú nhận. Tại sao ngươi dùng những lời lăng mạ như vậy? Bạch Đức Thế Tôn bởi vì con không thể chịu nổi những lời trêu chọc của họ. Vị tỳ khu giải thích và kể lại câu chuyện. Này tỳ khu, ác nghiệp trong quá khứ của ngươi vẫn còn quả phải trả, chớ nên dùng những lời thô lỗ như vậy về sau nữa. Và trong dịp ấy, Đức Phật nói lên hai câu kệ sau đây. Ma chá phá rú sang khanh chí, gút ta bá tý quá đầy dú tăng, đúc kha hí sa rầm phá cát thà, bá tí đan phú xây dú tăng. Này tỳ khu đa ná, đừng nói lời thô lỗ đến bất cứ ai, những ai nói như vậy sẽ bị đáp trả. Đâu đứng thay khi phải nghe những lời cây đắng, và sự đáp trả sẽ đến với người, từ những vị tỳ khu đồng cư mà ngươi đã dùng lời thô lỗ với họ như tro bị tung ngược chiều gió sa chê nê rê xí á năng cam sô u giá tha ê xá bát tô xí nếp ba năng sa tê ná quýt chá tí này phí khú đa ná nếu con giữ im lặng như cái phèn la bị bể miệng con sẽ chứng đắc niết bàn khi ấy sẽ không còn mọi hận thù trong con đam má ba đá câu một trăm ba mươi ba và một trăm ba mươi bốn vào lúc kết thúc thời pháp nhiều người nghe chứng đắc các tầng đạo tuệ khác nhau sự tra xét của vua pase na cô sa lá tin đồn về đại đức quân đá thường hay đi chung với một phụ nữ đã gây chú ý đến vua pase na cô sa lá đức vua truyền lệnh thực hiện một cuộc tra xét tịnh xá của vị ấy cùng với một nhóm tùy tùng theo dõi của vua nhìn thấy đại đức quân đá đang may y và người phụ nữ cũng được trông thấy đang đứng gần vị ấy. Đức vua bị mê hoặc bởi cảnh ấy, vua tiến gần nàng. Người phụ nữ được trông thấy đang đi vào chỗ ngủ của vị sa môn. Đức vua đi theo nàng vào tịnh xá và tìm nàng ở khắp mọi ngõ ngách nhưng không thể nhìn thấy ai ở bên trong. Khi đó, Đức vua kết luận đúng là người phụ nữ mà vị ấy trông thấy trước đó không phải là một con người thật mà chỉ là một cái bóng xuất hiện do bởi quả của một nghiệp nào đó của vị đại đức kia. Khi đi vào tỉnh xá lần đầu tiên, Đức Vua không đảnh lễ Đại Đức Quân Đá Đa Ná. Chỉ sau khi khám phá ra sự thật về sự vô tội của vị tỳ khu, Đức Vua mới đảnh lễ vị ấy và nói rằng Bạch Đại Đức, Đại Đức đi khất thực hàng ngày có đầy đủ không? Không tệ lắm thưa Đại Vương. Đại Đức Quân Đá Đa Ná đáp lại Bạch Đại Đức, con biết Đại Đức muốn nói gì bởi vì người ta luôn luôn trông thấy Đại Đức có người đàn bà đi theo nên chẳng có ai cư xử tốt với Ngài nhưng từ nay trở đi đại đức không cần phải đi khất thực con sẽ làm người hộ độ cho đại đức về bốn món vật dụng chúc đại đức hành đạo tinh tấn và tốt đẹp từ dạo đó trở đi đức vua cúng dường vật thực hàng ngày đến đại đức quân đá đa ná sau khi thoát khỏi sự lo lắng về sự nuôi mạng do thường xuyên thọ hưởng sự hộ độ của đức vua đại đức quân đá đa ná đạt được sự định tâm và khi phát triển tệ quán đã chứng đắc đạo quả a la hán từ khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, cái bóng người đàn bà cũng biến mất. C. Sự hoạch đắc danh hiệu eta đắc gá Maha su con gái của trưởng giả Anna đi cá của thành sa quá thi lập gia đình với một người ở thị trấn út gá người không có niềm tin nơi đức phật một hôm với ý định rằng đức phật thể hiện lòng bi mẫn đến nàng nàng đã thọ trì bát quan trai giới của ngài u bô sa thá Giữ tâm thoát khỏi các ô nhiễm, khi đứng ở tầng thượng của lâu đài, nàng tung nắm hoa lại vào không trung và nguyện thầm, cầu xin những bông hoa này đi thẳng đến Đức Thế Tôn và tự sắp thành cái lọng che cho Đức Thế Tôn, cầu xin cho Đức Thế Tôn quan tâm đến sự cúng dường hoa này, đến nơi đây vào ngày mai để thọ lãnh vật thực cúng dường của con. Những bông hoa bay thẳng đến Đức Phật và tự chúng sắp thành cái lọng che trên Đức Phật ngay khi ngài đang thuyết pháp. Đức Phật nhìn thấy cái lọng hoa được dân cúng bởi Maha số phát Đa, biết được ước nguyện của nàng và quyết định thọ lãnh vật thực cúng dường. Đức Phật gọi Đại Đức Ananda và nói rằng, Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến một nơi xa để thọ lãnh vật thực, chỉ bao gồm những vị tỳ khu A-la-hán, không mời các vị tỳ khu phàm phu. Đại Đức Ananda bèn nói với các tỳ khu, Thưa Chư Tôn Giả, Đức Thế Tôn sắp đi đến một nơi xa để thọ lãnh vật thực trong ngày hôm nay. Các vị tỳ khu phàm phu không được rút thăm, làm khách mời, chỉ mời các vị A-la-hán. Khi ấy, Đại Đức Côn Đá Đa Ná nói rằng, Này hiền giả, mang những cái thăm cho tôi, và đưa tay ra để rút thăm. Đại Đức Ananda tin rằng, Đại Đức Côn Đá Đa Ná vẫn còn phàm phu và trình vấn đề ấy lên Đức Phật. Ngài nói rằng, Này Ananda, Hãy để vị ấy rút thăm nếu vị ấy muốn. Khi ấy Đại đức Ananda suy nghĩ, nếu Đại đức Ná không thích hợp rút thăm thì Đức Thế Tôn sẽ không cho phép, xét thấy rằng vị ấy đã được cho phép, chắc chắn phải có lý do nào đó, ta sẽ để vị ấy rút. Và khi vị ấy trở lại với Đại đức Ná, thì vị ấy đã nhập tứ thiền là nền tảng để triển khai thần thông và đứng giữa không trung. Và khi đó vị ấy nói với đại đức ananda này hiền giả ananda hãy đem những cái thăm đến cho tôi đức thế tôn biết rõ về tôi đức thế tôn không cản trở việc rút thăm đầu tiên của tôi đâu trước những vị tỳ khưu khác đây là sự kiện đáng chú ý liên quan đến đại đức khôn đá đa ná vào một dịp khác đứa con gái của trưởng giả á na thá binh đi cá lá thỉnh đức phật đến sa tá để thọ lãnh vật thực cúng dường Đại đức Đá Đà Ná cũng là người rút thăm đầu tiên trong số 500 vị tỳ khu. Lại một dịp khác, khi Đức Phật đi đến thị trấn trong nước Suna bằng con đường hư không, Đại đức Đá Đà Ná là người rút thăm đầu tiên để lãnh Phật thực cúng dường. Và một dịp khác, trong buổi lễ ban danh hiệu tối thắng đến các vị tỳ khu, Đức Phật nhân đó công bố rằng Ê ta đắc găng phí khá quê má má, xa quá ca năng phí khu năng bát tha măng sa la căng gành hăng ta năng giá đi đằng quân đá đa nô này các tỳ khu trong số những vị tỳ khu đệ tử của như lai rút thăm thành công trước tất cả các vị tỳ khu khác để lãnh vật thực cúng dường thì tỳ khu quân đá đa ná là đệ nhất 23. đại trưởng lão quanh ghi xá a à, nguyện vọng quá khứ Quan ghi xá tương lai sanh vào một gia đình giàu có ở kinh thành Ham Xá Ti trong thời kỳ của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá như những vị trưởng lão tương lai khác trong nhóm các đại đệ tử đi đến tịnh xá và nghe Đức Phật giảng Pháp vì ấy tình cờ chứng kiến một vị tỳ khu được Đức Phật nêu danh là đệ nhất trong những vị tỳ khu có trí tuệ lanh lợi vị thiện nam quan ghi xá tương lai cũng muốn được như vị tỳ khu ấy và sau khi đã tổ chức đại thí cúng dường đến đức phật vị ấy phát nguyện do việc phước này cầu xin cho con được trở thành vị tỳ khu tối thắng trong những vị tỳ khu có trí tuệ lanh lợi vào thời của vị phật tương lai đức phật thấy rằng nguyện vọng của vị thí chủ sẽ được thành tựu và đã nói lời tiên tri trước khi ngài trở về tịnh xá b đời sống sa môn trong kiếp chót sau khi thực hiện các thiện nghiệp suốt đời vị thiện nam mạng chung và tái sanh luân chuyển trong cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời của Đức Phật Gô Tá Má, vị ấy tái sanh vào một gia đình bà La Môn trong kinh thành Sa Quá Thi, tên là Quanh Ghi Xá. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy học Tam Vệ Đà. Vị ấy hầu hạ ông thầy một cách rất siêng năng. Nhờ vậy, được ông thầy truyền cho câu chú có tên gọi là Cháu Quá Si Xá Man Trá. Khi đọc nó, vị ấy có thể nói chỗ tái sanh của người chết bằng cách gõ nhẹ vào cái sọ của người đã quá vãng ấy. Các vị bà La Môn biết rõ cách lợi dụng ngón nghề của quanh ghi xá. Bởi vậy, họ đặt vị ấy trong một chiếc xe kéo che kín và thường cắm trại ở cổng vào thị trấn hay cổng làng. Khi đám đông tụ hợp lại, họ quảng cáo sự vĩ đại của quanh ghi xá như sau. Ai mà thấy quanh ghi xá thì sẽ có tài sản và danh tiếng và đi đến các cõi trời sau khi chết. Nhiều người bị lừa gạt bởi sự tuyên truyền như vậy nên đi đến các bà la môn. Thưa các ngài, trí tuệ đặc biệt của đạo sư Quanh Ghi Xá là như thế nào? Khi ấy các vị bà la môn nói rằng, Ồ thưa quý vị, quý vị không biết rằng chẳng có một ai thông minh bằng đạo sư Quanh Ghi Xá. Vì vị ấy có thể nói cho quý vị biết về chỗ tái sanh của người quá vãng. Chỉ cần gõ nhẹ vào cái sọ của người chết bằng những móng tay của vị ấy vị ấy có thể nói cho quý vị biết người chết đã tái sanh vào dòng tộc nào hay cõi nào và quanh ghi xá thực sự có khả năng làm tốt yêu cầu của mọi người ông có thể gọi hồn của người chết và làm cho nó nhập vào một người nào đó ở gần ông ta và nhờ người sống ấy nói nơi người chết tái sanh nhờ có ngón nghề kỳ diệu này vị ấy kiếm được một món tiền lớn từ các thân chủ thời gian giác ngộ của quanh ghi xá sau chuyến đi trải qua các thành thị và làng mạc, những người của quanh ghi xá đưa vị ấy đến kinh thành sao quá thi. Quanh ghi xá dừng chân ở tỉnh xá Chê Tá Quá Ná và suy nghĩ. Sa môn Gô Tá Má nổi tiếng về trí tệ. Nếu chỉ đi lại trong xứ Diêm hù Đề thì chẳng có lợi ích gì cho ta. Ta có thể đến và gặp ai đó mà người ta đồn là có trí tuệ. Bởi vậy, vị ấy bảo những người đi chung hãy đi chỗ khác. Khi nói rằng, các vị cứ đi tiếp, tôi không muốn cùng các vị đi ý kiến Đức Phật. Thế nên, để tôi đi một mình. Nhưng thưa ngài, những tùy tùng của vị ấy phản kháng. Bằng cách sử dụng thủ đoạn gian trá, Samungo Tá Á có thể chiến thắng mọi người mà đến gặp vị ấy. Tuy nhiên, Quan Ghi Xá không chú ý đến những lời nói ấy. Đến trước Đức Phật, và sau khi nói những lời chào hỏi xã giao, vị ấy ngồi xuống ở nơi thích hợp. Đức Phật hỏi chàng thanh niên Quan Ghi Xá, này quan ghi xá, có phải ngươi thiện xảo về một ngón nghề? Thưa đại đức Gô Tam Á, quan ghi xá đáp lại, con biết một câu chú có tên là Cháu Quá Si Xá Manh Trá. Ngươi dùng câu chú ấy để làm gì? Thưa đại đức Gô Á, khi tụng câu chú ấy, con dùng những ngón tay của con gõ nhẹ vào cái sọ của người chết trên ba năm và con có thể nói ra được nơi người ấy hiện đang tái sanh ở cõi nào. Nhân đó, Đức Phật dùng thần thông đem về bốn cái sọ người. Một, cái sọ của người tái sanh trong địa ngục. Hai, cái sọ của người tái sanh lại cõi người. Ba, cái sọ của người tái sanh trong cõi chư thiên. Bốn, cái sọ của vị đã chứng đắc A-la-hán. Quanh ghi xá gõ nhẹ vào cái sọ thứ nhất, nói rằng, Thưa Đại Đức Gô Tá Má, người này có cái sọ hiện đang ở địa ngục. Tốt lắm, tốt lắm, này quanh ghi xá. Đức Phật nhận xét, Ngươi thấy đúng, còn người có cái sọ kia hiện đang ở đâu đức phật hỏi khi chỉ về cái sọ thứ hai thưa đại đức gô tá má người ấy đã tái sanh lại cõi người đức phật lại trắc nghiệm về cái sọ thứ ba và quanh ghi xá nói rằng thưa đại đức gô tá má người ấy hiện đang tái sanh vào cõi chư thiên và cả ba sự phát hiện đều đúng sự thật tuy nhiên đức phật chỉ về cái sọ thứ tư và trắc nghiệm khả năng của quanh ghi xá thì chàng trai bà lâm môn rơi vào tình thế khó xử. Mặc dầu đã gõ đi gõ lại cái sọ nhiều lần và suy xét về nó, nhưng vị ấy chẳng biết tí gì về kiếp hiện tại của người có cái sọ ấy. Đức Phật hỏi, Này quanh ghi xá, có phải ngươi hết cách rồi chăng? Xin hãy chờ một lát thưa Đại Đức Gô Tam Á. Quanh ghi xá nói, con sẽ thử lại. Vị ấy cố gắng một cách vụng về, càng tụng đọc nhiều lần câu chú nổi tiếng ấy và gõ vào cái sọ lại càng thất bại vị ấy thấy rằng vấn đề rõ ràng vượt ngoài khả năng của vị ấy. Những giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Trông như một kẻ ngu hoàn toàn, quanh ghi xá vĩ đại, đành làm thinh. Ngươi thấy mệt mỏi rồi chăng, này quanh ghi xá. Đúng vậy, thưa đại đức Gô Tá Má, con thấy rất mệt. Con không thể nói chỗ tái sanh của người có cái sọ ấy. Nếu đại đức biết, thì xin hoan hỷ nói cho con biết. Này quanh ghi xá, Đức Phật nói, như lai biết chúng sanh này, và còn biết nhiều hơn thế nữa rồi đức thế tôn nói lên hai câu kệ sau đây chú tim vô quê đí sát ta năng ú bá bách tim chá sắp bá sô á sát tăng sú gá tăng bút đăng tá ma hăng ru mí răm má năng này quanh ghi xá ngươi biết rõ sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về mọi phương diện người thì thoát khỏi luyến ái người thì đã đi con đường chánh và giác ngộ niết bàn đã liễu ngộ tứ thánh đế người ấy như lai gọi là bà la môn đam má ba đá bốn một chín giác xá gá tinh ná cha nan tí đê qua gan đáp bá má nú sa khi na xá quăng á hành tăng tá má hằng ru mí răm má năng này quanh ghi xá người mà không biết sanh về đâu cõi chư thiên hay cõi càng thắt bà hay người đã đoạn tận bốn lậu hoặc là bậc a la hán như lai gọi người ấy là bà la môn đâm má ba đá bốn trăm hai mươi chú ý đức phật nói những bài kệ này đến các tỳ khu trong bộ kinh đam má ba đá cho họ biết rằng đại đức van ghi xá là bậc a la hán trong hoàn cảnh hiện tại đức phật thuyết những câu kệ trên vì lợi ích của van ghi xá rằng cái sọ thứ tư thuộc về vị a la hán có chỗ đến sau khi chết không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trong năm chỗ sanh thú khi ấy chàng trai van ghi xá nói với đức phật thưa đại đức gô tá má không có sự thua lỗ cho người trao đổi manh tá này lấy manh tá kia con sẽ trao đổi cho ngài cháu quá si xá manh tá của con để đổi lấy bút đá manh tá của ngài mà ngài nói đầu tiên đức phật đáp lại này quanh ghi xá chư phật không trao đổi manh tá các ngài cho nó bằng thiện ý đến những ai muốn nó tốt lắm thưa đại đức vua tá má quanh ghi xá nói cầu xin đại đức vua tá má hãy cho con manh tá đó và vị ấy tỏ thái độ tôn kính đến Đức Phật bằng cách chấp hai tay giống như con rùa mới lớn. Khi ấy Đức Phật nói rằng, Này Wang ghi xá, người xin nhận một đặc ân, có cần thời gian thử thách để làm tròn phần sự của người đó chăng? Dạ có thưa Đại Đức Gô Tá Má. Này Wang ghi xá, phải chăng ngươi cho rằng, người muốn học manh tá trong giáo pháp của Như Lai mà không cần thời gian thử thách? Theo tính cách của bà La Môn Giáo, thì không được thỏa mãn trong việc học các manh tá. Quanh ghi xá cảm thấy cần phải học cho được bút đá manh tá này bằng bất cứ giá nào. Bởi vậy vị ấy nói, Thưa Đại Đức Gô Tá Má, con sẽ tuân theo những điều lệ của Ngài. Này Quanh ghi xá, Như Lai dạy bút đá manh tá, thì Như Lai chỉ dạy cho người mang tướng mạo giống như tướng mạo của Như Lai. Quanh ghi xá đã quyết tâm học bút đá manh tá và hoàn thành điều kiện do Đức Phật yêu cầu. Bởi vậy, vị ấy nói với tùy tùng của mình rằng Này, đừng có làm phiền tôi, khi tôi trở thành tỳ khu, tôi phải học bút đá man tá. Sau khi học được nó rồi, tôi sẽ trở thành bậc thầy vĩ đại nhất trong xứ Diêm Phù Đề này. Và nó cũng là điều tốt cho các bạn. Sau khi nói những lời an ủi những người cộng sự của vị ấy như vậy, quanh ghi xá trở thành tỳ khu với mục đích học bút đá man tá. Chú ý, vị thầy tế độ trong cuộc lễ thọ cụ túc giới của Van Xá là trưởng lão Niro Đá Khắp Bá, một vị A-la-hán. Tình cờ có mặt bên cạnh Đức Phật vào lúc ấy. Đức Phật nói với trưởng lão Niro Đá Bá rằng Này Niro Đá Khắp Bá, Ghi Xá muốn trở thành tỳ khu, hãy lo liệu cho vị ấy được thọ cụ túc giới. Trưởng lão Niro Đá Bá dạy cho Van Xá Pháp Thiền về năm thể trượt và hướng dẫn vị ấy trở thành vị tỳ khưu chú giải xuất tá nếp ba tá. Khi ấy, Đức Phật nói với Đại Đức Quanh Ghi Xá, Này Quanh Ghi Xá, bây giờ hãy thọ trì pháp hành của người tập sự để học manh tá, và dạy cho vị ấy cách quán về 32 thể trượt của thân. Quanh Ghi Xá là người có trí sắc sảo. Khi đọc về 32 thể trượt và thiền quán về tánh chất sanh diệt của 32 thể trượt, đạt được tệ quán và sắc pháp, và chứng đắc đạo quả A-la-hán, sau khi quan xá chứng đắc đạo quả a la hán những người bạn bà la môn của vị ấy đi đến để tìm hiểu xem vị ấy đang tiến bộ như thế nào họ nói với vị ấy này quan ghi xá thế là thế nào bạn đã học manh tá từ samun tá má chưa ừ học rồi đại đức quan xá đáp lại vậy chúng ta hãy đi họ nói các vị tự đi đi tôi không còn việc gì để đi chung với các vị khi nghe câu trả lời thẳng thắn này các vị bà la môn nói rằng chúng tôi đã cảnh báo trước với bạn rằng samon tá má có cách để thắng phục những người đến với vị ấy bằng ngón lường gạt bây giờ bạn đã dính bùa của samon tá má rồi chúng tôi biết làm gì với bạn đây sau khi trách mắng như vậy họ trở về bằng con đường mà họ đã đi đến đại đức van ghi xá là vị tỳ khu đệ tử nổi trội của đức phật muốn biết những câu kệ vi diệu của vị ấy hãy xem bộ quanh ghi xá xăm dút tá xa tha quát gá xăm dút tá c sự hoạch đắc danh hiệu ê tá đắc gá trưởng lão quanh ghi xá là một nhà thơ bẩm sinh bất cứ khi nào vị ấy đi trước đức phật vị ấy luôn luôn nói ra những câu kệ tán dương ngài khi so sánh đức thế tôn bằng những ví dụ thơ văn với mặt trăng mặt trời bầu trời đại dương con voi quý con sư tử vân vân vị ấy ứng khẩu ngâm lên những câu kệ vào lúc chiêm ngưỡng Đức Phật, lên đến hàng ngàn câu. Do đó, vào một dịp, khi Đức Phật nêu tên những vị tỳ khu tối thắng với chúng tăng, Ngài đã công bố Ê tá đắc găng phía khá quê má má, xa quá ca năng phía khu năng, bát tí pha ná quanh ta năng, giá đi đăng quanh ghi sô. Này các tỳ khu, trong số những tỳ khu đệ tử của Như Lai mà có trí tuệ lanh lợi, thì tỳ khu quanh ghi xá là đệ nhất